Rồi, hello các bạn. Xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay là mình sẽ không đi câu nữa mà sẽ trên tay một cái cần máy ngang thương hiệu Abu. Người sẽ khui bóp tem em nó ra để trùm trên tay với các anh em nhé. Đây, không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ trên tay cần em nó thôi. Cần Abu của ta mình sẽ nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi sơ bộ qua đọt cần nha các bạn. Đó, đọt cần. Đây là cần loại 2 khúc ha. Thiết kế tổng thể bằng carbon sắn nha các bạn. Phen là phen cũng dạng Fuji ha, phen Fuji ha. Cần là Abu, Abu của Thụy Điển nhưng mà được lắp ráp sản xuất tại China Trung Quốc ha. Đây, cần Abu rất là cứng. Cần này mình gọi là cần máy ngang để thích hợp để anh em mình đi câu lua rồi nha các bạn. Đi câu lua, câu đồ cá lóc rồi nha. Rồi, mình sẽ tiếp tục phần thân nó để coi coi thân cán của nó là như thế nào nha. Đây, lúc em nó ra tiếp tục thôi. Đây, sẽ để em nó vào bên này. Rồi, các bạn. Và đây, đây là cái cam thân của cần Abu. Để cho các bạn quay cho anh em người trên tay được xem ha. Để cán cầm theo phong cách là cò súng nha các bạn. Đây mình sớm mình có lấy ra quay lua sẵn cho nên là lua tập thử nên chưa kịp trên tay cho mọi người xem ha. Đây, cần Abu Thụy Điển. Cần này mình mới mua là 1.495.000, nói chung đơn giản là 1.500.000 các bạn. Cần này 1m95, có tem chống hàng giả của thương hiệu Abu nhé, ở đây ha, của Abu. Tên cái cần này là Ferrocitrol. Thì bây giờ mình cũng không có gành gì mấy những gì với tiếng Anh này nữa, nhưng mà cần này là đọt, nó là chịu lực của nó. Để mình coi cái thông số mà để mà chịu lực chì của nó ở đây. Đây, bên đây đây là các bạn ha, chịu lực chì này 10 đến 10 12 phao gì đó. Này cần 1H M50K, cần này đọc là MH theo bạn, thằng em MH nha. Thì này cần này để mình câu với máy ngang để thích hợp để anh em mình câu lua nha các bạn. Nó thích hợp để anh em câu lua. Này tải cá thì 5 đến 7 kg ha. Thiết kế tổng thể bằng carbon nha các bạn, cần thiết kế carbon á. Đây, cán cầm. Nó cũng hình dấu sự Fuji. Các bạn thấy nó đóng mập chữ Fuji, Fuji ở cán cầm. Ở cái phá phen máy nha. Này, thiết kế dặn từ trên xuống. Cán cầm nó là bằng mút nha mọi người. Thì mình trên tay ở đâu? Ở dưới đây. Đây nó có cái logo thương hiệu của Abu rất là đẹp. Thì cần này 1m95 tương đương với 1.500.000 nha các bạn, 1.500.000 ha. Phen nó thì coi mình để mình điểm phen, nó phen nó có 8 phen. Phen thì có 8 phen, cần có 8 phen nha. Có 8 phen. Ở đọt cần thì nó có 7 phen. Ở đọt cần thì 8 phen, còn phen đấy là 9 phen, tổng cộng là 9 phen nha các bạn. Ở cặn cò súng ha, kết hợp để mình đi câu lua ha, được rồi, có cái một cái máy ngang của bà chị được mới gửi về tặng cho mình. Thì bây giờ mình thêm một cây cần nữa để kết hợp để cho mình câu lua là 1m95. Nó rất là cứng để mình thấy cho mọi người xem nha, cặn 2 khúc nha các bạn. Cặn 2 khúc. Wow. Đó, để cho các bạn xem. Đây, càng 2 khúc nó rất là cứng cáp chắc chắn ha. Đó, thiết kế không phải bằng carbon nha mọi người.
quay cho các bạn xem nó như nó là như thế nào nha. Không, thế là chắc chắn. Ây dạ, xin lỗi mọi người. Ồ, 1m95 thì cái chuẩn để mình câu lua là 1m95 đến 2m1, 1m9 đến 2m1 thì mình chơi 1m95 nha các bạn. Để cho mọi người quay bạn xem nha. Màu này là màu đỏ quyết ha. Màu đỏ quyết thiết kế là mình nói là thiết kế bằng sơn tĩnh điện nha các bạn, màu đỏ quyết ha. Chất liệu bằng carbon ha, phen nó là phen Fuji, mà Fuji này Fuji loại thường chứ không phải Fuji loại xịn nữa nha các bạn. Thì cần 1m95 thì 1,5 triệu thì mình cũng đủ size ra, đủ size để anh em mình câu lua được rồi. Super Pro để cho các bạn đồ xem trên tay rồi ha. Đó. Cho anh em đồ xem. Anh quay gì cho nó đẹp nữa các bạn. Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ trên tay giới thiệu một loại cần này cho các bạn xem. Cần này thì mình mua ở shop đồ câu của Yên Trí ở Cao Lãnh ha. 1.495.000 cần Abu thì điện lắp ráp tại Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc thì được gia công các bạn, Trung Quốc, thiết kế tổng thể nó bằng carbon phen Fuji. Rồi xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Thì mình trên tay thì cũng sơ xài thôi, thì chịu lực chì, thông số chịu lực chì tải cá rồi đây, có ri ở thông số ở đây để cho mọi người xem ha. Rồi xin chào mọi người nhé.